Take a trip to my Chào mừng các bạn đã đến với Đi Channel của Di động Thông minh. Hiện đang là dịp mua sắm cuối năm và rất nhiều bạn đã tích góp từ lâu để sắm cho mình một smartphone mới. Vega Iron vẫn đang thu hút được sự quan tâm cực lớn, song vẫn còn đó những thắc mắc thường gặp của các bạn, bởi hiện có cả phiên bản chính hãng và bản cho Hàn Quốc cùng được bán ra ở thị trường Việt Nam. Hôm nay mình sẽ tư vấn cho các bạn 5 lý do nên chọn mua Vega Iron chính hãng, hy vọng sẽ giải đáp được những thắc mắc đó. Lý do đầu tiên, giá thành sản phẩm luôn là yếu tố được đặt lên hàng đầu. Thông thường những smartphone Hàn Quốc luôn có mức giá rẻ hơn rất nhiều so với hàng chính hãng. Tuy nhiên với Vega Iron hiện tại lại hoàn toàn khác. Bản chính hãng đang có giá chỉ ngang bằng, thậm chí còn thấp hơn cả với phiên bản sách tay. Tất nhiên việc lựa chọn thì hoàn toàn phụ thuộc vào các bạn. Song bản thân mình đánh giá, với cùng một mức giá, đương nhiên Vega Iron chính hãng nổi bật hơn, các bạn sẽ nhận được rất nhiều những quyền lợi cũng như ưu đãi từ nhà phân phối. Yếu tố thứ hai nên chọn mua Vega Iron chính hãng chính là về nguồn gốc xuất xứ cũng như chế độ hậu mãi sau khi mua máy. Hiện tại với những sản phẩm Vega Iron hay Sky A870 đến từ Hàn Quốc thì được các hệ thống và cửa hàng chia làm nhiều loại phù hợp với những đối tượng người dùng khác nhau. Thứ nhất đó là máy brand new mới nguyên hộp với chất lượng tốt nhất nên đương nhiên giá thành sẽ là cao nhất và được bảo hành 12 tháng tại các cửa hàng các bạn mua. Thứ hai là máy cấp A, đây là những máy qua sử dụng nhưng còn mới, có một chút xước sát nhỏ tuy nhiên sẽ khó nhận ra bằng mắt thường. Những sản phẩm này thì được bán ra chỉ có máy trần và phụ kiện cao cấp bên ngoài và sẽ không kèm theo hộp và phụ kiện zin. Về chất lượng vẫn tương đối tốt và thời gian bảo hành sẽ là 6 tháng và tùy từng cửa hàng thì thời hạn bảo hành có thể khác nhau. Thứ ba là máy loại B, đây là những máy qua sử dụng vẫn đảm bảo chưa qua sửa chữa, phụ kiện và các chế độ bảo hành hoàn toàn tương đương như máy cấp A, nhưng ngoại hình sẽ có sức sát nhiều hơn và dễ nhận thấy bằng mắt thường. Và với nhiều lựa chọn như vậy sẽ làm người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn trong việc phân biệt cũng như chọn mua và đặc biệt phải chọn hệ thống bán hàng uy tín nhất. Còn với Vega Iron chính hãng, máy được đơn vị phân phối nhập khẩu nguyên hộp trực tiếp từ Sky Pantech Hàn Quốc, có chất lượng cao nhất và không có khái niệm về nhiều chủng loại hàng như của hàng sách tay. Điều này sẽ giúp tránh được các rủi ro về chất lượng, nguồn gốc xuất xứ của máy. Và đương nhiên máy sẽ được bảo hành 12 tháng chính hãng. Yếu tố thứ ba chính là về cấu hình cũng như hiệu năng của sản phẩm này. Cho tới thời điểm hiện tại thì Vega Iron vẫn sở hữu một cấu hình thuộc hàng khủng và chưa bao giờ lỗi thời. Máy được trang bị con chip S600 của Qualcomm, 4 nhân với xung nhịp là 1.7GHz, RAM 2GB, bộ nhớ trong là 32GB và có hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ ngoài. Máy có hiệu năng không hề thua kém với những siêu phẩm chạy chip S800 hiện nay. Mọi thao tác đều được đáp ứng tức thì và không hề có độ trễ. Ngoài ra, nền tảng Vega UX được tùy biến rất mượt mà và dễ dàng sử dụng cũng là điều mình đánh giá cao. Các tựa game 3D nặng trên Android đều không thể gây khó khăn cho Vega Iron. Thứ tư là về yếu tố phần mềm cũng như những phụ kiện kèm theo. Thông thường với những sản phẩm Sky A870 đến từ Hàn Quốc thì khi được bán ra nó sẽ được chạy những bản ROM tùy biến với độ ổn định không cao, dễ xảy ra các lỗi trong quá trình sử dụng do phải rút máy can thiệp sâu vào hệ thống. Những vấn đề liên quan đến chạy ROM, nhiều trường hợp phát sinh lỗi thường thấy đó là vấn đề tin nhắn, 3G, lỗi dừng đột ngột phần mềm. Một số trường hợp có thể gây mất email hay mất sóng cũng như là mất bút. Và bất tiện hơn cả là khi muốn nâng cấp lên phiên bản cao hơn thì chúng ta phải tự mày mò để cập nhật hoặc mang ra cửa hàng để các kỹ thuật viên nâng cấp và sẽ mất thêm chi phí và mất thời gian. Mọi bất tiện trên sẽ được giải quyết triệt để với Vega Iron chính hãng. Máy bán ra sẽ được chạy phiên bản phần mềm mới và ổn định nhất. Các bạn sẽ được nhắn tin thoải mái, 3G ổn định, những ứng dụng Hàn Quốc sẽ được loại bỏ triệt để. Và mỗi lần có bản cập nhật mới, chúng ta sẽ dễ dàng cập nhật qua giao thức OTA chỉ với vài bước đơn giản. Và như vậy thì sẽ tiết kiệm thời gian cho người dùng rất là nhiều. Về phụ kiện, Vega Iron chính hãng nguyên siêu sẽ bao gồm một thân máy, hai pin, đốc sạc, củ sạc, cáp kết nối, miếng dán màn hình cũng như sách hướng dẫn sử dụng và tất cả đều zin kèm theo hộp máy. Còn với những sản phẩm sách tay thì tùy thuộc vào mỗi cửa hàng, phụ kiện sẽ có thể thêm bớt và khó kiểm định chất lượng các phụ kiện này có là zin hay không. Và yếu tố cuối cùng tạo nên một tượng đài Vega Iron in sâu vào tâm trí của mọi người dùng, đó chính là thiết kế nổi bật và một màn hình ấn tượng. Máy sở hữu khung viền thép nguyên khối cho độ bền có thể nói là tốt nhất trong những smartphone hiện nay. Khi cầm thì cho cảm giác vô cùng chắc chắn và đầm tay. Mặt trước là sự kết hợp hài hòa giữa mặt kính cường lực và khung viền thép, tạo cảm giác đồng nhất và rất nam tính. Đèn thông báo cách điệu với chất liệu đá quý chính là điểm nhấn nổi bật trên A870. Với chất liệu nhựa truyền thống ở mặt sau, chúng ta vẫn có thể dễ dàng thay thế khi hỏng hóc. Như vậy với người dùng nam giới thì Vega Iron cực kỳ phù hợp. Bên cạnh đó với những bạn nữ cá tính yêu thích sự khác biệt cũng có thể sở hữu sản phẩm này. Ngoài khung viền thép nguyên khối chắc chắn đặc trưng thì Vega Iron còn sở hữu màn hình 5 inch in-cell với tấm nền IPS. Chúng ta còn gọi nó là siêu phẩm khung viền hay Zero Bezel bởi viền màn hình cực mỏng chỉ có 2.4mm khiến màn hình này chiếm gần như toàn bộ diện tích mặt trước. Mặc dù chỉ có độ phân giải là HD, song hình ảnh cho ra vẫn vô cùng sắc nét. Điểm mạnh trên A870 chính là việc nó có một màn hình siêu sáng và cực kỳ trong trẻo
đáp ứng tốt mọi nhu cầu giải trí của người dùng. Và trên đây chính là 5 lý do nên lựa chọn Vega Iron chính hãng ở thời điểm hiện tại. Hy vọng qua video này, những bạn nào còn đang phân vân có thể đưa ra quyết định cho mình. Vega Iron hay Sky A870 chính hãng sẽ không làm các bạn phải thất vọng. Nếu cảm thấy video hữu ích thì các bạn đừng quên like Facebook cũng như subscribe đi channel và truy cập website Diệu Thông Minh để cập nhật những thông tin khuyến mại mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.